23 tháng Chạp, các ông táo từ bốn phương theo truyền thống văn hóa phương Đông trở về thiên đình báo lại những câu chuyện trần gian. Xin quý vị chào đón táo Richmond. Alo. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ tới cái mục là văn nghệ cây nhà lá vườn. Chúng tôi khi mà chúng tôi gọi là bà con ơi thì xin tất cả chúng ta đồng thanh hô ơi. Cố hương rộn rã đón xuân sang, thì hải ngoại chào xuân vẫn rộn ràng. Xuân cứ xuân lai xuân bất tận, mà xuân đi mãi mãi vẫn còn xuân. Trên khắp địa cầu từ Mỹ ra Âu, cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại nói chung và hôm nay người Việt quốc gia tại thành phố Richmond, tiểu bang Virginia cũng tổ chức tiệc mừng xuân hợp bạc chào đón xuân ngắt mùi 2015 và khép lại một năm Giáp Ngọ trải qua nhiều dông tố bão bùng khắp thế gian. Nhân dịp cuối năm Giáp Ngọ và tập tục 23 tháng Chạp đưa ông táo về trời để trình táo lên thiên hoàng, cộng đồng Richmond đã cử táo thần Minh Lê trong vai táo quân và Dương Thanh Bình trong vai thiên hoàng. Và cái mục mà giới thiệu cái đệ nhất phu nhân của thiên hoàng thì bữa nay vì cái bệnh Ebola ở Nam Phi thì nữ hoàng của thiên hoàng đã đi Ebola rồi, đã đi Nam Phi rồi. Và sớ tơ quân do tác giả Ngô Minh Giai, thi sĩ Ngô Minh Giai soạn thảo. Và bây giờ bắt đầu, dân sớ tơ quân bắt đầu. Bà con ơi, 23 tháng Chạp đến rồi, thỉnh ngài thần táo lên chầu thiên cung, cởi con cá chép qua đồng, táo nhà dông rủi ngàn trùng biển khơi, nương theo bốn hương mây trời, chép đưa thần táo tới nơi thiên triều, sở táo quân báo cáo đủ điều, chẳng hề vĩ nể, chẳng chiều lũy ai, thế gian lắm cảnh bi hài, táo ghi đầy đủ 12 tháng tròn. Thẳng thờ rất cảnh thiên môn, táo quần áo mão bồn trùng đợi phiên, chợt nghe loài vạn gọi tên, táo thần người Việt mau lên yết triều, trên vai mang bạc vải điều, đi lên thiên cảnh hồn phiêu phiêu bồng. Thiên lôi tỏ thần truyền táo quân, truyền táo chiên chiều. Hoàng thượng dạng tế, dạng tế, dạng dạng tế. Trẫm miễn lễ khanh bình thân. Đa tạ Ngọc Hoàng. Ủa chứ táo này là táo nào đây? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, táo này là táo của người Việt, cộng đồng người Việt chắc chơi Richmond và chi nhà. Ủa chứ mỗi năm á, ta thấy hai táo thôi, mà năm nay còn táo Việt Nam ở đâu? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, táo có hẹn với táo Việt Nam, mà táo Việt Nam đi ra ngoài ăn nhầm đồ ăn của Trung Quốc bị ngộ độc nên không lên được. Chà chà, Trung Quốc loạn như vậy sao? Vậy chứ táo quân Việt Nam có nhắn lời gì không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, táo Việt Nam có email cho thằng bẩm với Ngọc Hoàng, năm nay táo Việt Nam không lên được, mong Ngọc Hoàng tha tội. Vậy trẫm miễn lễ. Đa tạ Ngọc Hoàng. Vậy chứ ta hỏi nhà ngươi nè, 23 tây bây giờ ngươi ta mới tới, tại sao? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chuyện là vậy nè, năm nay táo thần đáng lẽ đi cá chép, mà cá chép Trung Quốc năm nay qua nhiều quá nên táo thần không đi bằng cá chép nữa. Ủa ta biết rồi, năm nay Trung Quốc nó làm cá nhiều giả lắm. Vậy chứ khanh đến đây bằng cái phương tiện gì? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm nay táo thần đi bằng phương tiện máy bay. Chà chà, máy bay rất hoài à, mà tại sao khanh còn dám đi nữa? Dạ bấm Ngọc Hoàng, sống chết là chuyện của Ngọc Hoàng đã ban rồi. Táo thần đi máy bay để trấn an những người sợ máy bay rớt. Chà, vậy là nhân gan cho nhà ngươi rồi. Vậy chứ ta biết rồi á. Nhưng mà cái phương tiện của máy bay, nhưng mà airline nào vậy? Dạ bấm Ngọc Hoàng, táo thần đi bằng hãng Việt Nam Airlines. Chà, cũng airline Việt Nam. Ta biết nó đi lộ nhiều lắm.
Vậy chứ mà nó có đưa Khanh đi lộn tới chỗ nào mà bây giờ mới tới? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đúng rồi, thay vì tại hạ lên cung đình của Ngọc Hoàng mà đã lộn qua bên cung đình của Thiên Bồng Nguyên Soi. Ây da, bên đó gái nhiều nữa, ta biết rồi. Vậy chứ Nhiêu có mê gái không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm nay là năm của sư phụ Chư Bắt Giới, nên toàn các tiên nữ ở các nơi tập trung về đầy đủ, toàn là chân dài tới nách không à Ngọc Hoàng. Cũng nữa rồi, cũng giống tao, của tao còn chút xíu giống như ngươi nè. Dạ dạ, thằng hiểu mà. Vậy chứ tại sao mà nhà ngươi đi lên đây á, mà bây giờ nhà ngươi có cái gì khai tấu không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tại hạ có điều khai tấu. Rồi, ngươi cứ khai tấu bảo trình cho ta một năm qua có chuyện gì. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bẩm thiên thần thần giới, cung kính thần chờ đợi, xin được lệnh khấu trình, đăng chi thành hiển linh, vạn nghìn năm ngự trị, cao thần từ Mỹ Quốc, rước minh dùng phụ cận, về chi nhà tiểu bang, kính dinh lên Ngọc Hoàng, bán tường trình giáp ngọ, trên tinh thần hữu hảo, cộng đồng hợp chung nhà, 40 năm trôi qua, nơi mới thành lập được, nhiều đồng hương thân hữu, vui mừng gia nhập vào, giới trẻ cũng tự hào niềm tin vào cha chú, thành lập ban chấp hầm, mọi việc đã hoàn thành, là những người năng nổ, cộng đồng đùng ủng hộ, mỗi ngày mỗi tiếng lên, cha ông đặt làm nền, đàn cháu con tiến bước, tiền nhân đầy thao lược, chống giặc giữ nước nhà, xin đừng vì cái ta làm tan quan đại cuộc. Phải vậy chứ, rồi còn gì Khanh cứ tâu tiếp. Dạ bóng tâu Ngọc Hoàng, hãy hướng về tổ quốc, dân tình đang gạo la, Nam Quan đến đảo xa, quân Tàu phù xâm chiếm, Nam Tàu thiền bắn giết, phá cuộc sống yên bình, đã bao đời mưu sinh, quanh vùng sâu hải đảo, giặc Tàu cổng cao ngạo, đặt vàng khoan khai dầu, vào sâu lãnh hải ta. Dạ, dạ rồi cái nhà nước người Việt Nam có lên tiếng gì không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, có lên tiếng và hành động. Vậy là tốt rồi. Dạ dạ không phải, có lên tiếng là kêu dẹp đoàn biểu tình và hành động là bắt những người yêu nước. Chả chả, tại sao như vậy? Ngươi cứ tiền tiếp cho ta nghe. Dạ bẩm, việc cộng lại quá hèn, không một lần cắn ngăn, cho dân lành đỡ khổ, toàn dân đang phẫn nộ, đám thái thú Ba Đình, miệng gọi đảng quang vinh, lại ban đảo cho giặc, đã bao người bị bắt, kiến thức lẫn sinh viên, dân chúng cả ba miền, từ Nam ra đến Bắc, một phong trào vang dội, kêu gọi người xuống đường. Vậy là tốt rồi. Rồi còn cái gì nữa, Khanh cứ trẫm đi báo cho tao biết. Dạ bấm Ngọc Hoàng, khắp năm châu bốn bể, người Việt ở tha phương đều xuống đường chống cộng, cộng đồng thần tham dự với khí thế dùng lên. Phải như vậy á, rồi còn gì nữa? Dạ bấm Ngọc Hoàng, đồng hương mãi không quên, ngài biểu tình vùng dậy tại thủ đô Hoa Kỳ trước hai tòa đại sứ. Vậy chứ còn cái công việc của cộng đồng thì ra sao? Dạ bấm tâu Ngọc Hoàng, hai lần tổ chức vui sương, đồng hương gặp gỡ nghinh tăng chúc mừng, nhà nhà đón tên tưng bừng, hòa đen dân khắp cơ vàng tung bay. Chúa xưng ban lộc tràn đầy, cộng đồng đoàn kết sum dậy an vui. Mỗi khi có người qua đời, tổ chức thăm viếng dân lời phân du. Chùa Miên có bậc đạo sư bảo trợ người đến định cư Hoa Kỳ. Cộng đồng nghe được tin này đến thăm giúp đỡ tặng quà yêu thương. À, đáng khen cái lòng tốt của cộng đồng Việt Nam Richmond như vậy đó. Rồi còn cái gì đó, còn nước Mỹ thì sao? Dạ bẩm tâu Ngọc Hoàng, trên xứ sở tự do, người người được ấm no, dân có quyền phản kháng những bất công phe đảng, đời xã hội công bằng, tiếng nói của người dân được chính quyền tôn trọng. Cuộc bầu cử lưỡng viện vào đầu tháng 11 năm Giáp Ngọ vừa qua, đảng Cộng Hòa thắng lớn. À, chúc mừng đảng Cộng Hòa nha, và hy vọng rằng đảng Cộng Hòa năm nay làm tốt hơn là mấy năm trước. Vậy chứ bây giờ
Khanh kể cho ta nghe cái Tổng thống Obama làm cái gì. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Tổng thống Obama ban hành luận di trú, tranh cãi giữa hai đảng, giải quyết mối bất hòa, tìm con đường sáng lạng cho đất nước cờ hoa, chắc chắn sẽ thông qua, kinh tế sẽ phục hồi, hãng xưởng mở thêm ra, giá xăng dầu lại rẻ, vật giá giảm hại dần, đời sống được ấm no, tự do và hạnh phúc. Tự do và hạnh phúc như vậy á, chứ ta hỏi Khanh à, quý bà con ở đây nè, ai muốn về Việt Nam không? Dạ 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 không Ngọc Hoàng. Rồi vậy cơ, ta hỏi Khanh á, còn cái gì á khẩn thiết á nói cho ta nghe. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thằng cuối đầu tấu trình, xương thượng đế quan tâm, Việt Cộng đang tạo mầm, Việt dồi giống giống Việt, nước dôi dày má tổ, tiền năng chẳng yên nằm, vì tiền đồ tổ quốc, xin thượng đế cứu dân, xin thượng đế cứu dân. Rồi, năm nay ta sẽ có cái chương trình đó để ta ban phước cho dân Việt. Rồi đa còn tạ. Cái gì nữa, ngươi xin tấu. Đa tạ Ngọc Hoàng. Thằng Táo xin lùi bước, trở lại chốn trần gian, chuẩn bị mở hội mừng, năm mới xuân an lạc, cộng đồng đang chờ đợi, liên hoan tên ắt mùi, đồng hương sống an vui, đàn cháu con đoàn tụ, trà thơm mời quý cụ, đó hoa hoàng mai vàng, trà kính dâng lên Ngọc Hoàng, lời chúc mừng năm mới, lời chúc mừng năm mới. Vậy chứ ta cũng chúc cho Khanh đó, năm nay một năm mới an khang thịnh vượng. Đa tạ Ngọc Hoàng. Rồi Khanh còn cái gì nữa không? Dạ Ngọc Hoàng có biết dân số Việt Nam bây giờ đã lên bao nhiêu người chưa? À, cái này ta không biết à, có gì á người cứ trình đi cho ta biết. Dạ bẩm tâu Ngọc Hoàng, dân số Việt Nam bây giờ là 93 triệu người. Trời ơi, không có ăn mà đẻ cho nhiều nữa. Vậy chứ là lý do tại sao? Dạ bởi vì mỗi năm ở dưới trần gian có tổ chức Tết Trung Thu nên dân số tăng dần đó Ngọc Hoàng ạ. À. Ngộ, có Trung Thu rồi có đẻ. Rồi vậy lý do tại sao? Dạ thưa Ngọc Hoàng, lý do là tại vì nè, Trung Thu là Tết thiếu nhi đi ít người lớn đi nhiều thì lại làm liều lên lại có nhiều thiếu nhi. Rồi còn cái gì nữa? Mấy anh ở đây quen nè, nhất là Dũng Đen á, làm liều hoài à. À đẻ nữa là trảm à. Rồi Ngọc Hoàng, trước thừ năm mới thôi, Táo Thần cùng Ngọc Hoàng gửi một lời, vài ba lời chúc xuân đến tất cả quý vị ở đây được không Ngọc Hoàng? Được. Rồi, vậy chúng ta cùng chúc cho tất cả bà con ở đây nghe Ngọc Hoàng. Rồi, chúng ta cùng chúc. Kính chúc quý vị đồng hương năm mới phát tài tiền lương tăng giọt. Chúc cho đôi lứa mặn ngọt, yêu nhau mặn nồng để lọt cháu ngoan. Chúc nhà nhà hân hoan, gia đình hòa thuận luôn vang tiếng cười. Kính chúc tất cả mọi người vạn sự như ý ấp mùi mà năm nay. Lời chúc nếu có phần hay, xin cho rộn rã pháo tay một tràng. Một tràng hết ba một tràng. Yeah. Cảm ơn tất cả quý vị, chương trình trình diễn đến đây đã chấm dứt. Chúc quý vị có một đêm văn nghệ rất là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn quý vị và Happy New Year.